Còn ngày 13 tháng 11 năm 2022, tiệm vàng Hưng Phát USA sẽ long trọng tổ chức sự kiện Anniversary lần thứ 21 với chủ đề Lời tri ân trọn vẹn. Hành trình 21 năm phát triển của Hưng Phát USA ghi dấu những tình cảm yêu thương và sự ủng hộ của tất cả quý khách hàng. Và Anniversary chính là dịp ý nghĩa để chúng tôi gửi lời tri ân một cách trọn vẹn nhất. Đến với lễ kỷ niệm năm nay, quý khách sẽ có cơ hội tham gia vòng quay may mắn với giải thưởng cao nhất lên đến 100.000 cash cùng nhiều giải thưởng giá trị khác. Dành cho tất cả quý khách hàng đã tham gia bỏ phiếu xổ số, chương trình bốc thăm trúng thưởng là cơ hội trúng giải độc đắc bộ nữ trang kim cương trị giá 18.000 Mỹ Kim cùng 7 giải trang sức giá trị khác. Với sự góp mặt của 3 nghệ sĩ Việt Hương, Hoài Phương, Hoài Tâm cùng những tiết mục biểu diễn đặc sắc sẽ mang đến tiếng cười sảng khoái cho khán giả đón mừng sự kiện Anniversary cùng chương trình ưu đãi mua sắm lớn nhất trong năm tại Hưng Phát USA. Hàng trăm sản phẩm nữ trang kim cương cao cấp được ưu đãi đặc biệt với mức giá vô cùng hấp dẫn. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 408-299-0988. Hưng Phát USA rất hân hạnh được đón tiếp quý khách đến tham dự sự kiện Anniversary lần thứ 21. Hưng Phát USA, thế giới hộp xoàng của bạn.